Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Nhân Mỹ. Mình là Tuấn Dĩ, thực tập sinh marketing online tại công ty. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết về cái quy trình setting một cái chiến dịch Facebook và những cái thứ mà mình cần chuẩn bị trước khi chiến dịch. Khi mà thực hiện một chiến dịch Facebook Ads thì mình cần chuẩn bị 4 thứ sau. Thứ nhất á, là một cái tài khoản quảng cáo và fanpage chạy quảng cáo. Thứ hai là cái phương thức thanh toán cho chiến dịch quảng cáo đó. Còn thứ ba là cái content quảng cáo ứng với cái từng mục tiêu chiến dịch. Thứ tư là kế hoạch quảng cáo cho chiến dịch. Và bắt đầu vào cái chuẩn bị kế hoạch chi tiết. Thì đầu tiên cái tài khoản quảng cáo và fanpage quảng cáo là gì? Thì tài khoản quảng cáo hiện tại thì Facebook sẽ có hai loại. Thứ nhất là tài khoản Facebook quảng cáo cho cá nhân và tài khoản Facebook quảng cáo cho doanh nghiệp. Thì tài khoản quảng cáo Facebook cá nhân á thì nó sẽ bao gồm là đây là loại tài khoản phổ biến và thông dụng thì ai cũng có và việc tạo lập của nó thì vô cùng dễ dàng. Còn tài khoản Facebook cho business thì đây là loại tài khoản mà dành cho doanh nghiệp tổ chức. Thì tuy nhiên cá nhân như chúng ta vẫn có thể thiết lập cho mình một cái tài khoản quảng cáo business. Thì về cái những cái tiêu chí mà cần tránh khi mà mình lựa chọn cái tài khoản quảng cáo. Thứ nhất là tài khoản quảng cáo cá nhân chưa có độ tin cậy mà đã thêm cái phương thức thanh toán. Độ tin cậy ở đây là thứ nhất là tài khoản quảng cáo mới tạo, thông tin profile chưa hoàn thiện. Thứ hai là hay lúc trước kiểu như là trong quá trình thực hiện quảng cáo thì thường có bị những cái vấn đề như là report của Facebook, rồi bị report của người dùng hoặc là đăng bài vi phạm chính sách nội dung của Facebook. Cái tiêu chí cần tránh thứ hai là tài khoản quảng cáo từng là quản trị viên chạy trong các fanpage mà có lịch sử xấu như là chạy bùng, không thanh toán tiền quảng cáo, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bị người dùng báo cáo cho Facebook. Và tiêu chí cần tránh thứ ba là cái tài khoản mới và liên tục thực hiện nhiều chiến dịch trong một cái thời gian ngắn thì rất dễ gây ra tình trạng là khóa hoặc là vô hiệu hóa do vi phạm với chính sách cộng đồng của Facebook. Và đến với cái tiêu chí thứ hai thì mình sẽ nói về cái chuẩn bị phương thức thanh toán cho chiến dịch quảng cáo. Thì hiện nay á, thì Facebook sẽ có hai cái phương thức thanh toán là ví Momo và thẻ thanh toán quốc tế là Visa hoặc là Mastercard. Thì mình sẽ vô chi tiết. Thêm cái phương thức thanh toán thì đầu tiên á, thì bạn sẽ đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó ở phần setting cài đặt thì bạn chọn vào cài đặt và quyền riêng tư và sau đó nhấn cài đặt. Và ở thanh cài đặt, ở thanh công cụ ở phần cài đặt thì mình kéo xuống và mình chọn lựa chọn là thanh toán tài khoản quảng cáo. Thì tiếp theo sau đó thì cái giao diện trình quản lý quảng cáo sẽ hiện lên và sẽ cho mình những cái thông tin cần thiết, ví dụ như là thêm thông tin về thẻ thanh toán, hoạt động thanh toán, giới hạn chi tiêu cho tài khoản. Thì ở đây mình chọn cái thêm phương thức thanh toán ở dòng thứ hai. Thì Facebook sẽ cho mình hai lựa chọn, một là lựa chọn về thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ, hai là lựa chọn phương thức thanh toán trực tiếp là ví Momo. Thì đối với cái phương thức thanh toán bằng ví Momo á, thì khi mà bạn nạp tiền trực tiếp vào trong cái tài khoản quảng cáo này thì kiểu như là ví dụ như là cái chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn chạy là 200 ngàn, bạn nạp 200 ngàn vào số dư hiện tại của tài khoản quảng cáo thì số dư nó sẽ có là 200 ngàn trên tài khoản này và theo hình thức là nạp trực tiếp và trừ trực tiếp trong tài khoản quảng cáo. Thì cái phương thức này á, thì nó gây ra một cái rủi ro đó là ví dụ như là trong quá trình bạn chạy quảng cáo bạn vô tình vi phạm những cái chính sách của Facebook hay là vô tình vi phạm những chính sách cộng đồng của quảng cáo thì dẫn đến cái tình trạng khóa hoặc là vô hiệu hóa tài khoản mà mình không thể lấy tài khoản là được thì nó sẽ gây ra rủi ro. Ví dụ như là bạn chạy một khoảng thời gian ngắn chỉ khoảng tốn khoảng 50 ngàn nhưng mà bạn đã nộp vào trong tài khoản là 200 ngàn và số dư hiện tại của bạn á, là tròn trong tài khoản là một khoảng 150 ngàn nhưng mà vô tình tài khoản của bạn bị khóa thì mà không lấy là được thì đương nhiên một khoản tiền 150 ngàn đó thì bạn sẽ không tiếp tục chạy quảng cáo được và cũng không rút ra được thì nó gây ra cái tình trạng là lãng phí và mất ngân sách một cách đáng tiếc. Nên vì vậy nếu mà mình nên hạn chế sử dụng cái phương thức này mà nếu sử dụng á,
thì mình đến phân chia theo từng giai đoạn, kiểu như nạp tiền theo từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là mình chạy một chiến dịch quảng cáo là 200 ngàn, thì từng giai đoạn mình nạp khoảng, chia nhỏ số tiền ra, mình nạp khoảng 50 ngàn, 50 ngàn, thì nó sẽ tránh những cái trường hợp như là mất tiền khi quảng cáo, mà vô tình mất tiền quảng cáo. Còn cái phương thức thứ hai á, là phương thức thanh toán trả sau bằng thẻ Visa hoặc là Master. Thì cái phương thức này nó tránh được cái tình trạng mất tiền quảng cáo như là nạp tiền trực tiếp bằng Momo, giống như cái phương thức thanh toán bằng Momo. Thì ở đây á, phương thức thanh toán cái thẻ Visa Mastercard này á, thì nó thanh toán theo hình thức trả sau, tức là ví dụ như là chiến dịch quảng cáo của bạn chạy tới đâu thì nó sẽ thanh toán tới đó. Ví dụ như bạn đặt ngân sách cho chiến dịch là khoảng 200 ngàn, nhưng mà trong quá trình bạn chạy, ví dụ như là chạy được khoảng 50 ngàn tới một cái mốc con số nào đó, thì Facebook sẽ thanh toán cái khoản tiền đó. Và tiếp theo, ví dụ như là bạn chạy tới 100 ngàn thì Facebook sẽ tiếp tục thanh toán cái khoảng 50 ngàn tiếp theo, chứ không thanh toán một lần một giống như là cái Momo. Và cái trường hợp này á, thì tránh được ví dụ như là vô tình trong cái thời gian bạn chạy tài khoản quảng cáo mà nó bị khóa, thì bạn có thể thanh toán số tiền này và không mất toàn bộ ngân sách. Thì theo cá nhân mình khuyên á, thì mình nên sử dụng cái phương thức là thanh toán bằng Visa Mastercard, thì nó sẽ tránh được cái tình trạng hơn là cái Momo. Thì cái vấn đề thứ ba tiếp theo á, là mình chuẩn bị á, là cần chuẩn bị về cái content quảng cáo ứng với mục tiêu chiến dịch. Thì cái content quảng cáo nó cũng khá là quan trọng, tại vì ở content, khi mà content mình chuẩn bị tốt á, thì sẽ giảm chi phí quảng cáo và tối ưu chiến dịch mà mang lại hiệu quả cao. Thì tại sao như vậy? Thì khi mà sử dụng một cái content tốt á, thì người dùng thấy, khi mà nhận thấy quảng cáo thì người dùng sẽ có xu hướng là chia sẻ quảng cáo cho bạn bè, người thân, hoặc là khi mà người dùng tương tác như là like, comment vô, thì kiểu như là bạn bè của người dùng đó thì vô tình họ sẽ thấy được cái quảng cáo tương tự giống như vậy. Và nếu mà quảng cáo mà cuốn hút thì họ cảm thấy là thông tin này cần chia sẻ cho những người bạn của họ, thì khi mà họ chia sẻ đó, thì cái thông tin quảng cáo của mình được chia sẻ một cách tự nhiên, và cái thông tin này nó chia sẻ là không tốn phí. Vì vậy, khi mà content tốt hấp dẫn, kích thích người dùng và mang lại giá trị cho họ, thì mình sẽ giảm được chi phí quảng cáo, tối ưu được chiến dịch và mang lại hiệu quả cao hơn với content không tốt. Ngoài ra thì khi mà content tốt đó, thì thuật toán Facebook sẽ ưu tiên là mình cho hiển thị được với tệp khách hàng nhiều hơn, tại vì người dùng có xu hướng là tương tác với quảng cáo càng nhiều thì quảng cáo nó càng hiển thị nhiều đối với những cái người dùng khác. Tiếp theo đến cái thứ cần chuẩn bị, thứ tư là cái kế hoạch quảng cáo cho chiến dịch. Thì khi mà mình thực hiện bất kỳ công việc gì thì mình cần có lên kế hoạch trước khi thực hiện để tránh những cái trường hợp rủi ro trong quá trình thực hiện. Thứ hai á, là giảm thiểu được những cái tình huống bất ngờ khi mà xảy ra. Thứ ba á, là khi mà mình có một kế hoạch chiến dịch cho chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh và chu đáo á, thì mình sẽ tối ưu được ngân sách và giảm thiểu chi phí mà mang lại hiệu quả cao. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy về cái kế hoạch chiến dịch quảng cáo ad của mình tại công ty Nhân Mỹ. Thì đầu tiên á, thì bên mình sẽ đưa ra hai phương án, một phương án chính thức và một phương án dự phòng. Phương án dự phòng á, là phòng trường hợp khi mà mình không, nhóm của tụi mình không đạt được KPI á, thì tụi mình sẽ chia sẻ và post vào những cái group để mục tiêu là tăng tương tác cho fanpage. Và cái phương án chính thức của tụi mình á, là tụi mình đầu tiên sẽ thực hiện một cái chiến dịch A/B testing vào cái độ tuổi là từ 20 tới 44, gồm hai mẫu content. Mẫu content thứ nhất là một hình ảnh, mẫu hình ảnh thứ hai là hình ảnh thứ hai. Thì sau khi mà testing là khoảng ngân sách khoảng 50.000 đồng, sẽ xem hiệu quả, xem mẫu content nào hiệu quả, thì tụi mình sẽ tiếp tục thực hiện cái chiến dịch A/B testing lần hai là testing vào nhóm độ tuổi. Thì nhóm độ tuổi ở đây tụi mình sẽ testing vào hai nhóm độ tuổi, là thứ nhất là nhóm độ tuổi từ 20 tới 34 và nhóm độ tuổi hai là từ 35 tới 44. Thì nếu mà xem được cái nhóm độ tuổi nào mà thích hợp, cho ra được kết quả phù hợp, thì bên mình sẽ lấy bài viết đó và cái bài content đó và cái nhóm độ tuổi đó để tiến hành chạy quảng cáo chính thức. Ngoài ra thì nhóm tụi mình còn lập ra một cái timeline để cho thành viên theo dõi trong quá trình chạy quảng cáo. Thì đầu tiên đó là tụi mình lập ra những cái kế hoạch chính thức và những cái kế hoạch dự trù như ở trên hình các bạn đã thấy. Thì nếu mà muốn lại cho một cái giai đoạn chân chu thực hiện hoàn chỉnh và thành viên phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện được tốt á, thì các bạn nên lập một cái bản danh sách này.
và nêu cụ thể cái nhu cầu cũng như là chi tiết công việc của từng thành viên làm để cho chiến dịch được hiệu quả nhất. Và ngoài ra thì tụi mình còn chuẩn bị thêm một số cái lưu ý khi mà chạy quảng cáo. Thứ nhất á, là bên mình có thể sử dụng cái đối tượng lập kế hoạch lên cái đối tượng mục tiêu, là tụi mình có thể dùng cái công cụ Audience Insight để tìm kiếm sở thích và đo lường những chiến dịch quảng cáo. Và thứ hai á, là tụi mình sẽ lên kế hoạch tìm kiếm những cái từ khóa cần tránh, ví dụ như là cụm từ liên quan tới y tế, y học, hoặc là những cái cụm từ chỉ tuyệt đối chính xác như là hiệu quả 100%, và các cụm từ như là vi phạm chính sách về bản quyền hoặc là liên quan tới tiền tệ tài chính, thì tụi mình sẽ note ra và sẽ lưu ý những cái trường hợp này để tránh bị trường hợp khóa tài khoản quảng cáo. Ngoài ra thì bên mình cũng lưu ý một số cái chỉ số như là CTR là tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo, CPM là cái số tiền trên cái lượt hiển thị, và CPC và impression là lượt hiển thị. Và cuối cùng mình tổng hợp lại cái phần khi mà mình cần chuẩn bị cho cái chiến dịch Facebook Ads á, là thứ nhất á, là mình lựa chọn tài khoản quảng cáo và fanpage để chạy quảng cáo. Thì các tiêu chí lựa chọn á, thì không nên lựa chọn những cái tài khoản mới tạo mà đã thêm vốn thanh toán, hoặc là tài khoản đã từng là quản trị viên nhưng mà đã bị report là báo xấu đối với Facebook. Thứ ba á, là tài khoản mới tạo mà liên tục chạy nhiều chiến dịch trong một thời gian ngắn thì có thể gây ra tình trạng khóa tài khoản. Và cái thứ hai á, là chuẩn bị phương thức thanh toán á, thì có Momo và Mastercard. Visa Mastercard thì mình nên lưu ý chọn cái Visa Mastercard để tránh trường hợp bị mất tiền quảng cáo vô ích. Còn cái thứ ba là chuẩn bị một cái content tốt ứng với từng mục tiêu chiến dịch. Thì đối với content tốt á, thì mình sẽ giảm được chi phí quảng cáo, tối ưu được chiến dịch và mang lại hiệu quả cao. Và cuối cùng á, là cái điều quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý á, là cần phải lập một chiến dịch cho kế hoạch quảng cáo. Thì lập cái kế hoạch chiến dịch quảng cáo thì mình cần đưa ra một số cái gợi ý sau. Thứ nhất là lập kế hoạch về đối tượng mục tiêu thì mình có thể sử dụng là cái Facebook Audience Insight để mình đo lường cái đối tượng mục tiêu. Thứ hai á, là mình lưu ý về những cái chính sách Facebook, giống như là lưu ý tránh bị những cái trường hợp mà bị bóp tương tác bài viết, và mình tránh đi những cái trường hợp đó hoặc là những cái từ khóa cần tránh. Và thứ ba á, là mình nên chuẩn bị một cái content dự phòng trừ cho trường hợp, ví dụ như là content chính chạy không hiệu quả thì mình có thể sử dụng cái content dự phòng này để chạy. Và cuối cùng á, là mình chuẩn bị trước những cái rủi ro trong quá trình chạy, giống như là tài khoản quảng cáo bị khóa hay là vô hiệu quả. Thì mình có một cách á, là mình nên add vào những thành viên trong nhóm á, cùng quản trị một cái chiến dịch quảng cáo đó. Ví dụ như là khi mà quảng cáo bị tài khoản nó bị khóa hoặc là vô hiệu quả thì mình có thể sử dụng cái tài khoản của thành viên để chạy, hoặc là sử dụng cái phương thức thanh toán là Visa, Mastercard để tránh cái trường hợp mà bị mất tiền trong khi mà mình chạy quảng cáo mà tài khoản bị khóa. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện cái setting cái chiến dịch A/B testing. Thì đầu tiên cái khái niệm A/B testing là gì? Thì nói đơn giản, cái A/B testing á, là cái quá trình đo lường kết quả chiến dịch quảng cáo cho một, hai hay nhiều cái đối tượng hoặc là nội dung khác nhau. Vì hiện tại có hai dạng A/B testing Facebook phổ biến là testing về content và thứ hai là testing về đối tượng mục tiêu. Thì thông thường á, thì mình sẽ lấy cho các bạn ví dụ cơ bản về một cái testing về content. Thì hiện tại á, thì bên team của mình á, là thực hiện cái chiến dịch A/B testing á, là gồm cho team 1 và team 2. Ở team 1 và team 2 này á, thì tụi mình sẽ set up một cái đối tượng cùng một cái đối tượng mục tiêu là từ 20 tới 35, và giới tính là tất cả nam và nữ, và bao gồm các hành vi như là quản trị viên phải trang Facebook hay là trường đại học nào đó, hoặc là có sở thích là vấn đề quảng cáo. Và cái team 1 á, thì mình cũng set up cái đối tượng mục tiêu cũng giống như team 2, nhằm là để testing về cái content, còn cái đối tượng á, là mình set up giống nhau. Còn hiện tại thì về cái nội dung á, thì mình sẽ set up hai cái nội dung khác nhau. Nội dung thứ nhất á, là về một cái meme kiểu như là cũng khá là hot trong thời điểm trước đây, nhưng mà thời điểm này á, thì cái iPhone 13 mới ra mắt thì tụi mình sẽ
dùng cái iPhone 13 giống như là một cái trend để tụi mình quảng bá cái sản phẩm dịch cái Google Shopping của nhân Mỹ. Còn cái content thứ hai á là content về câu chuyện của tuổi 23, thì món đó là nói về một cái câu chuyện trong quá trình marketing của độ tuổi trong 23 miệt mài mà chạy về quảng cáo nhưng không hiệu quả. Thì nó sẽ đưa ra một cái nội dung là giống như đồng cảm cho đối tượng độ tuổi 23 và hình ảnh bắt mắt để thu hút được cái đối tượng từ 18, từ 20 tới 35. Và ngoài ra khi mà sau khi mà thực hiện cái quá trình testing xong thì bên mình sẽ lựa chọn cái nhóm quảng cáo nào phù hợp và đạt kết quả cao nhất để tiến hành chọn làm chiến dịch quảng cáo chính. Và mình tóm lại cái IB testing về content á, là thứ nhất á, là mình chọn cùng đối tượng mục tiêu, thứ hai á, là mình set up cái quảng cáo á, là thứ hai là khác nội dung, và cuối cùng á, là mình đo lường cái hiệu quả content nào mang lại hiệu quả cao nhất thì mình sẽ lựa chọn cái content đó. Và ngoài ra khi mà thông thường á, mình set up cái chiến dịch IB testing á, thì mình sẽ set up cùng một nhóm quảng cáo. Ví dụ như là mình sẽ tin về cái content thì mình sẽ set up trong một nhóm quảng cáo, ví dụ là trong nhóm quảng cáo 1 thì mình sẽ set in vào content 1, content 2 và content N. Thì cái điều này nó sẽ gây ra một cái trường hợp là ví dụ như là trong một cùng một nhóm quảng cáo vô tình cái content 1 nó được cái tệp khách hàng kiểu như là thuật toán Facebook sẽ phân vào cái tệp khách hàng mà có hiệu quả cao, mang lại hiệu quả cao, và cái tệp khách hàng này nó sẽ có cái ưu tiên xu hướng là tương tác nhiều hơn. Và content 2 thì vô tình rơi vào cái tệp khách hàng mà kiểu như là có hiệu quả kém hay là có cái tương tác người dùng kém, thì cái content 2 và cái content 1 và content 2 thì content 1 vô tình có được cái tệp khách hàng tốt hơn thì nó sẽ không đo lường được cái kết quả giữa hai cái content này. Ví dụ như content 2 mình cảm thấy cái nó hiệu quả tốt hơn nhưng mà nó phân vào cái đối tượng, cái tệp khách hàng nó không tốt, dẫn đến cái kết quả nó không tốt, thì vô tình cái content 1 này thì nếu mà mình lấy chạy chính thức thì vô tình cái content 1 này nó không hiệu quả. Tương tự với cái nhóm target cũng vậy. Thì theo nhóm mình đề xuất á, thì mình nên sử dụng cái A/B testing theo từng nhóm đối tượng và từng cái content theo từng nhóm quảng cáo khác nhau. Ví dụ như là khi mà mình testing cái content 1 thì mình sẽ cho vào nhóm quảng cáo 1, mình testing content 2 thì sẽ đo vào nhóm quảng cáo 2. Ví dụ như là testing cái target 1 thì sẽ đưa vào nhóm quảng cáo 3. Thì làm như vậy á, thì Facebook sẽ phân phối đều những cái tệp khách hàng với nhau. Ví dụ như là nhóm quảng cáo 1 sẽ phân vào cái tệp khách hàng giống như cái nhóm quảng cáo 2, chứ nó không có phân kiểu như là tùy theo, nó không có xung đột khi mà mình phân phối cái content với nhau, và nó sẽ tạo ra một cái kết quả như nhau về cái tệp khách hàng giống nhau. Và content nào mà mang lại cái kết quả tốt hơn thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn content đó. Và bây giờ á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện kiểu như là setting cái chiến dịch A/B testing. Thì đầu tiên á, là mình vào đăng nhập vào một cái tài khoản Facebook cá nhân, thì mình sẽ vào cái trình quản lý quảng cáo. Tiếp theo giao diện cái trình quản lý quảng cáo sẽ xuất hiện ra, thì mình sẽ chờ nó load và bấm vô tạo một cái chiến dịch hoàn toàn mới. Ở đây mình bấm là tạo chiến dịch quảng cáo mới. Tiếp theo đó thì mình sẽ chọn cái lượt tương tác, và tương tác với bài viết thì nó sẽ lấy cái nội dung của trên cái trang fanpage luôn, thì mình sẽ dễ dàng demo hơn. Các bạn có thể lựa chọn theo từng từng cái mục tiêu mà mình muốn, ví dụ như là mình muốn quảng cáo về cái lead hay là quảng cáo về tỷ lệ chuyển đổi hoặc là gửi tin nhắn, thì bạn có thể chọn mục tiêu chính cho cái quảng cáo của mình. Thì đầu tiên mình sẽ đặt tên cho chiến dịch là testing Facebook nhân Mỹ. Tiếp theo á, thì mình sẽ chọn cái thử nghiệm AB để Facebook nhận định rằng mình sẽ test tin từng nhóm quảng cáo với nhau. Thì tiếp theo á, thì ở cái nhóm quảng cáo này á, thì mình sẽ bắt đầu thiết lập ngân sách. Thì đối với ngân sách mình trích ra cho cái IB testing á, là khoảng 10 tới 15% tổng ngân sách cho cái chiến dịch.
Thì ở đây mình dùng cái số tiền là khoảng là 50.859 đồng. Cái số 859 này á, thì nó sẽ cho mình một cái giá khi mà đấu thầu á, thì nó sẽ cho mình cái giá thầu tốt hơn cái giá chẵn á, là 50.000. Thì điều đó nó sẽ ưu tiên cho Facebook hiện tại cái Facebook cái quảng cáo của mình nhiều hơn. Và cái A/B testing hiện tại á, thì nhóm tụi mình sẽ phân là khoảng là 48 giờ để đo lường chiến dịch, thì mình chọn là khoảng ngày 6 và kết thúc vào lúc 15 giờ. Và ở cái nhóm đối tượng này á, thì thiên hướng của mình á, thì mình sẽ testing về cái chủ đề là về giải trí, nên mình sẽ lựa chọn cái nhóm đối tượng độ tuổi á, chủ yếu là từ 18 cho tới 25, và giới tính là tất cả giới tính. Và cái chỗ nhắm mục tiêu nữa thì mình sẽ bao gồm phủ tất cả mục tiêu luôn, sẽ không lựa chọn mục tiêu chi tiết, để cho cái quảng cáo này để nó thể hiện được toàn bộ cái đối tượng người dùng. Và ví dụ như là sau khi mà testing cái chiến dịch quảng cáo content xong, mình thấy cái content nào hiệu quả thì mình có thể quay qua mình testing tiếp cái đối tượng khách hàng mục tiêu. Và ở đây mình có thể nhắm từng đối tượng chi tiết để mình đo lường cái hiệu quả của nó. Tiếp theo đó thì mình sẽ làm cái tích vào cái mở rộng nhắm mục tiêu chi tiết để cho cái chiến dịch quảng cáo của mình nó tiếp cận được những cái người nằm ngoài phạm vi để nhắm mục tiêu. Và sau khi mà setting xong cái nhóm quảng cáo này á, thì mình sẽ đặt tên để cho phân biệt giữa một và hai, ví dụ như là mình đặt tên là team 1. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn nội dung và setting cái content cho cái nội dung của team 1. Thì ở đây á, thì trên một cái trang fanpage có sẵn á, ví dụ như là mình lựa chọn fanpage nm.em là nhân Mỹ đó, thì mình sẽ chọn một cái bài viết giải trí mang tính giải trí ở trên fanpage của mình. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ lựa chọn một cái bài viết ví dụ như là về một cái phim, cái kết của một phim nào đó. Và hiện tại phim này thì nó cũng đang hot ở trên Facebook và nó mang lại cái tương tác người dùng khá là nhiều, nên vì thế mình ưu tiên lựa chọn cái này. Và sau khi mà lựa chọn nội dung hoàn tất cho cái nhóm quảng cáo ở team 1 á, thì mình bắt đầu sẽ sao chép cái nội dung, sao chép nhanh cái nội dung của cái team 1 này để mình tạo thêm một cái nhóm quảng cáo cái có đối tượng giống như vậy nhưng mà khác nội dung với cái quảng cáo team 1. Thì mình sẽ đặt tên nó là quảng cáo nhóm quảng cáo team 2. Thì ngân sách, thời gian bắt đầu, kết thúc và cái đối tượng mục tiêu á, thì mình sẽ chọn giống như cái team 1, sẽ không khác gì về đối tượng mục tiêu. Còn về cái nội dung quảng cáo á, thì mình sẽ lựa chọn một cái nội dung quảng cáo khác cái hoàn toàn với cái team 1. Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi bài viết. Thì mình sẽ lựa chọn một cái bài viết liên quan tới hình ảnh luôn để cho dễ dàng đo lường. Ví dụ như là mình chọn một cái bài viết có sẵn ở trên Nhân Mỹ mang tính tiêu đề là giải trí, là như là tiêu đề giữa bưởi bưởi và xoài, thì nó sẽ cái nào sẽ hướng hướng hơn. Thì cái bài này á, thì theo như trên mạng á, thì nó cũng khá cái lượt tương tác nó cũng khá là nhiều, nên với bởi vậy mình sẽ lựa chọn hai cái nhóm quảng cáo này để tiến hành A/B testing. Sau khi mà chọn hoàn tất á, thì mình sẽ bấm đăng và chờ một khoảng thời gian duyệt nào đó khoảng 10 tới 15 phút để Facebook duyệt cái content này. Và cuối cùng á, khi mà cái chiến dịch A/B testing kết thúc á, thì mình sẽ đo lường cái kết quả, ví dụ như là kết quả của team 1 cao hơn, hiệu quả hơn cái kết quả của content team 2, thì mình sẽ ưu tiên chọn content team 1 để chạy cái chiến dịch quảng cáo chính. Và cuối cùng á, mình tổng hợp lại về cái A/B testing á, là mình có thể testing hai cái đối tượng, là thứ nhất là testing về content, thứ hai là testing về đối tượng. Thì đối tượng á, thì bao gồm vị trí quảng cáo, giới tính, độ tuổi, nhân khẩu học, vân vân. Thì mình nên sử dụng testing theo từng nhóm quảng cáo ứng với nội dung hoặc là đối tượng, giống như là cái sơ đồ mình miêu tả lúc nãy, là từng nhóm quảng cáo ứng với từng content hay là từng cái target khác nhau. Và cuối cùng á, là mình có thể sử dụng nhóm quảng cáo testing hiệu quả nhất để làm chiến dịch chạy quảng cáo chính. Ví dụ ở đây, ví dụ như là cái content team 1 của mình á, đạt được hiệu quả cao hơn sau khi mà kết quả testing có được, thì mình có thể dùng cái team 1 này á, để chạy quảng cáo chính bằng cách là tối ưu
thêm ngân sách cho cái chiến dịch này và kéo dài cái thời gian kết thúc của cái chiến dịch này để mình bắt đầu chạy chính và đo lường kết quả của cái team họp này. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái setting một cái chiến dịch và quảng cáo Facebook chính thức. Thì đầu tiên mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Facebook quảng cáo và mình chọn trình quản lý quảng cáo. Rồi sau đó thì giao diện trình quản lý quảng cáo xuất hiện. Thì mình sẽ tạo một cái chiến dịch hoàn toàn mới. Và ví dụ ở đây á, thì mình sẽ chọn một cái chiến dịch quảng cáo về lấy lượng tương tác. Thì mình nhấp như thảo. Và sau đó mình chọn là lượt tương tác và bấm tương tác với bài viết. Thì tùy theo từng mục tiêu chiến dịch của các bạn thì các bạn có thể chọn theo những cái mục của Facebook, ví dụ như là lượng truy cập hoặc là lượt chuyển đổi, tùy theo cái mục tiêu của chiến dịch quảng cáo của mình. Thì tiếp theo đó mình bấm tiếp tục. Và sau đó thì cái trình quản lý setup một cái chiến dịch quảng cáo sẽ xuất hiện. Thì đầu tiên á, là mình sẽ đặt tên cho chiến dịch. Ví dụ như là demo setting chiến dịch quảng cáo Facebook Nhân Mỹ. Rồi sau đó á, thì mình sẽ bấm tiếp tục để tiến hành setting những cái đối tượng mục tiêu cũng như là ngân sách. Thì ở đây mình sẽ setting thử cho các bạn ngân sách, ví dụ như là khoảng 200 589 đồng. Thì cái số 589 ở đây á là kiểu như là khi mà mình sẽ ưu tiên setting về cái số lẻ đó thì Facebook sẽ khi mà đấu thầu á thì nó sẽ được ưu tiên hơn cái số chẵn á là 200.000 đồng. Vì thế khi mà các bạn setting về cái ngân sách hàng ngày á thì các bạn nhớ lưu ý là setting những cái số lẻ ở phía sau để cho cái thứ hạng về cái giá thầu của mình sẽ được cao hơn. Và kế tiếp á, mình sẽ chọn một ngày kết thúc, ví dụ như là chiến dịch ở đây mình sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và đặt giờ á, là khoảng 23 giờ 59 phút là cuối ngày. Và về cái đối tượng mục tiêu á, thì vị trí mình sẽ chọn vào Việt Nam và cái content của mình á, chủ yếu về cái phương hướng á, xu hướng là về content giải trí á, nên mình lựa chọn cái độ tuổi là từ 18 tới 25. Thì cái độ tuổi này nó sẽ có cái lượng tương tác bài viết cao và có cái hành động kiểu là tương tác và chia sẻ like comment nó nhiều hơn những cái đối tượng mà ở độ tuổi cao hơn. Và giới tính thì mình chọn sẽ giới tính là tất cả giới tính. Còn cái về vấn đề nhắm mục tiêu thì khi mà lập kế hoạch quảng cáo thì bạn cần nhắm rõ chính xác cái mục tiêu khách hàng của mình là ai và họ đang cần gì. Và mình có thể sử dụng một cái công cụ là Audience Insight ở trên Facebook. Thì đầu tiên bạn sẽ vô trang fanpage của Facebook, trang fanpage mà bạn đang muốn quảng cáo. Thì thứ hai bạn vô cái trình quản lý là business suite. Thì trình quản lý quảng cáo cho doanh nghiệp á, nó sẽ hiện ra và bạn sẽ chọn là thông tin chi tiết. Và cuối cùng á, là những cái thông tin chi tiết về tổng quan về cái đối tượng của trang fanpage này sẽ hiện ra và mình chọn đối tượng và bấm vô đối tượng tiềm năng. Thì hiện tại đối tượng tiềm năng của trang fanpage của mình á, tập trung vào độ tuổi là từ 18, 24, 25, 34 và 35 tới 44. Chủ yếu là phân khúc vào ba đó nhóm đối tượng này. Và thành phố kiểu như là cái khu vực chủ yếu á, là cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngoài ra bạn có thể kiểu như là nhắm mục tiêu cho từng cái đối tượng qua cái bộ lọc này. Ví dụ như là mình nhắm mục tiêu cho cái vị trí á, là Việt Nam. Việt Nam. Ở đây thì vị trí nó mặc định đó, là chọn quốc gia là Việt Nam rồi đó, nên mình sẽ chọn theo sở thích. Ví dụ như sở thích là về quảng cáo online đi, thì nó sẽ hiện ra cái quy mô số lượng mục tiêu là khoảng 1,7 triệu người có quan tâm về cái sở thích online, quảng cáo online này. Và cái độ tuổi á, thì tập trung từ 18 tới 34 và chủ yếu là cuối khu vực đó, là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại các bạn có thể kiểu như là lên kế hoạch mục tiêu dựa vào cái Facebook Audience Insight này để lập chia kế hoạch cho đối tượng mục tiêu của mình. Thì ở đây á, thì mình sẽ làm demo trước cho các bạn, ví dụ như là về cái vấn đề mà giải trí á, thì mình sẽ lựa chọn những cái đối tượng, ví dụ như là mình bấm lướt xem ở đây, mình chọn sở thích
là sở thích của những người kiểu như là có hành vi liên quan tới giải trí, giống như là xem phim. Sở thích là du lịch nè, giống như là toàn bộ những người liên quan tới du lịch. Và hành vi của họ là ví dụ như là khi mà sử dụng truy cập vào thiết bị di động á, truy cập bằng Facebook á, thì họ sẽ có truy cập bằng cái điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng. Tại thường á, khi mà người ta truy cập, nếu mà người ta muốn lên Facebook mà để với mục tiêu là giải trí á, thì người ta sẽ lên ưu tiên lên bằng điện thoại thông minh với máy tính bảng thay vì cái laptop. Thì ví dụ như là mọi cái chiến dịch quảng cáo á, thì các bạn chỉ nên nhắm mục tiêu á là khoảng từ một hoặc ý từ 1 tới 3 cái mục tiêu chi tiết, đừng nên nhắm mục tiêu quá nhiều vì nó sẽ thu hẹp cái đối tượng của bạn và gây ra cái tình trạng là tăng cái chi phí của quảng cáo lên khá là cao. Và tiếp theo á, mình sẽ setting về cái content. Ví dụ như là content ở đây mình chọn cái bài viết có sẵn đi, thì mình sẽ chọn một cái bài viết thiên hướng về giải trí, giống như là về một cái video âm nhạc đi. Thì mình sẽ lựa chọn video âm nhạc, tại vì hiện tại á thì ở trên Facebook, kiểu như là trên fanpage Em Là Nhân Mỹ á, đã có đăng đầy đủ nội dung thông tin của cái bài content này, nên mình sẽ không cần phải setting lại. Và sau khi chọn đầy đủ cái thông tin về setting tài khoản quảng cáo và cái nhóm mục tiêu quảng cáo và content quảng cáo, thì mình sẽ kiểm tra sơ lược về lại những cái thông tin chi tiết của quảng cáo. Và ở đây á, thì mình thấy là thiếu sót là ví dụ như là mở rộng mục tiêu chi tiết nè, thì sẽ tiếp cận được nhiều cái những người mà nằm ngoài cái mục tiêu này hơn. Là Facebook sẽ ưu tiên tiếp cận cho những người nào mà có cái hành vi á, sở thích liên quan tới vấn đề giải trí, thì nó sẽ được mở rộng cái tệp khách hàng của mình nhiều hơn. Và ngôn ngữ ở đây á, thì mình sẽ thiếu là ngôn ngữ là tiếng Việt. Và vị trí ở quảng cáo ở đây á, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn vị trí quảng cáo do Facebook tự động khuyên dùng, tại vì tùy theo cái kích thước và kích cỡ và nội dung của content của mình thì Facebook sẽ phân luồng theo cái nội dung của content của mình theo vị trí quảng cáo khác nhau, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn theo Facebook. Và cuối cùng mình sẽ đăng chiến dịch và chờ thời gian xét duyệt của Facebook. Thì ví dụ như là nếu mà có cái vấn đề về những cái lỗi nữa, thì mình sẽ setting fix lỗi và tiến hành đăng lại. Và cuối cùng á, thì mình sẽ tổng kết cho các bạn về cuối cùng á, thì mình sẽ tổng kết cho bạn về những cái chiến khi mà sẽ lập chiến dịch Facebook, chạy chiến dịch Facebook á, thì mình cần lưu ý những cái điều sau. Thứ nhất á, là lựa chọn đối tượng mục tiêu á, thì mình có thể sử dụng cái Audience Insight Facebook để mình lựa chọn cái chiến đối tượng mục tiêu. Thì cái thứ hai á, là xây dựng một nội dung theo mục tiêu chiến dịch. Ví dụ như mục tiêu của mình á, là tăng tương tác bài viết, thì mình lựa chọn cái mục tiêu, cái xu hướng á, cái nội dung của mình á, thiên hướng về vấn đề giải trí nhiều hơn là vấn đề bán hàng, nhằm để tối ưu hóa nhân sách. Vì khi cái nội dung càng kiểu như là càng theo cái xu hướng kiểu như là mục tiêu chiến dịch á, thì người dùng sẽ có cái xu hướng like, share, comment. Thì ngoài đó thì Facebook kiểu như là thấy cái content của mình hiệu quả, thì Facebook sẽ ưu tiên tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Và cái thứ hai á, là lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo một cách chu đáo và thường xuyên cập nhật đo lường trong cái thời gian chiến dịch để đưa ra phương án thay đổi phù hợp. Rồi cái điều này á, thì tránh cho mình được những cái rủi ro trong quá trình chạy quảng cáo, hay như ví dụ như là tài khoản quảng cáo bị khóa, hay là tài khoản quảng cáo kiểu như là bài viết content của mình bị các vấn đề như là bóp tương tác, bị vi phạm chính sách cộng đồng. Thì mình sẽ tránh được khi mà mình lập kế hoạch đó, thì mình sẽ tránh được những cái rủi ro không cần thiết, và mình sử dụng ngân sách một cách hiệu quả. Và cuối cùng á, là mình xin kết thúc cái video này. Nếu mà bạn cảm thấy video hay và bổ ích, thì bạn có thể subscribe, like và share để cho nhiều người biết đến.